Chào mừng các em đến với bài giảng môn công nghệ lớp 7. Bài làm đất gieo ươm cây rừng. Bài thứ nhất là lập vườn ươm. Một là điều kiện lập vườn ươm. Điều kiện thứ nhất là đất cấp A hay đất thiệt nhẹ và không có sâu bệnh. Thứ hai là độ pH từ 6 đến 7. Thứ ba là mặt đất bền hoặc khó dốc. Tôi là gần nguồn nước và nơi trồng rừng. Phần thứ hai là làm đất gieo ươm cây rừng. Nhìn làm đất gieo ươm cây rừng theo một cái quy trình như sau. Thứ nhất là đất hoang hoặc đã qua sử dụng này, chúng ta phát dọn cây hoang dại, tiến hành cày sâu vừa kỹ, khử chua, làm cho đất bền phẳng. Chúng ta sẽ có một mảnh đất tơi xốp. Mình đang làm đất gieo ươm cây rừng. Nhìn làm đất gieo ươm cây rừng gồm có hai phần, thứ nhất là làm luống và thứ hai là bỏ đất. Nhìn cái luống đất, chúng ta quan sát cái hình ảnh trên này, và đây là chiều dài của luống. Chiều dài của luống từ 10 đến 15 mét này. Chiều cao của luống là từ 0,15 đến 0,2 mét. Chiều rộng của luống là 0,8 đến 1 mét. Và khoảng cách giữa các luống đó là 0,5 mét. Còn bầu đất, chiều cao của bầu đất từ 11 đến 16 cm. Cái miệng bầu là 6 cm hoặc là từ 8 đến 10 cm. Nhìn chất liệu và hình dáng của kích cỡ bầu là hình ống hở hai đầu và làm bằng ni lông. Như vỏ bầu có thể làm bằng chất liệu ni lông. Ngoài đây còn có những chất liệu khác vân vân. Ruột bầu gồm các thành phần là từ 80 đến 90% là đất, tơi xốp, 10% phân hữu cơ của khoai và 1 đến 2% là xốp bình lăng. Nội dung bài tiếp theo đó là bài trồng cây rừng. Thứ nhất là trồng thời vụ trồng rừng. Nhìn thời vụ trồng rừng ở miền Bắc là mùa xuân mùa thu, miền Nam miền Trung là mùa mưa. Trong cái rừng, trồng rừng mình cái con có bầu và trồng rừng mình có con để trần. Và thứ nhất là quy trình trồng rừng mình con có bầu gồm có 6 bước. Bước 1 là tạo lỗ trong hố. Bước 2 là rạch bỏ bầu. Bước 3 là đặt cây và lỗ trong hố. Bước 4 là lấp đất và lấy đất lần 1. Thứ năm là lấp đất và lấy đất lần 2. Thứ sáu là vuông góc như cái hình ảnh mình nói sau đây. Thứ nhất là chúng ta tạo một cái lỗ trong hố sâu hơn chiều cao của bầu đất. Thứ hai là xí bỏ bầu. Thứ ba là đặt cây thẳng đứng vào lỗ trong hố. Thứ tư là lấp đất lần 1. Khi đến lấp khoảng nửa bầu chúng ta lấy đất lần 1, và đến đại bầu thì chúng ta lấp đất và lấy đất lần 2, và cuối cùng là vuông góc. Thứ hai là trồng miền rừng miền cây con để trồng. Như quy trình trồng rừng miền cây con để trồng gồm có 5 bước. 5 bước. Thứ nhất, đó là tạo lỗ trong hố có chiều sâu, sâu hơn chiều dài của rễ. Thứ hai, là đặt cây thẳng đứng vào lỗ trong hố. Thứ ba, lắp kiến gốc cây. Thứ tư, nén đất. Và thứ năm là vuông góc. Đây là 6 các hình ảnh minh họa. Nhiệm vụ 1 đó là ta tạo lỗ trong hố. Bước 2 là đặt cây thẳng đứng. Bước 3 là lắp đất. Bước 4 là lén đất. Và bước 5 là vuông góc. Bài giảng đến đây là hết. Sau khi xem xong video này, các em có ý kiến gì về bài hoặc để câu hỏi gì, hãy để lại bình luận ngay bên dưới video. Và chúng ta đừng quên thích, bấm đăng ký và bấm chuông để nhận thông báo cho tất cả các video đăng tải mới tiếp theo, và chia sẻ video này với bạn bè và mọi người. Và đừng quên nữa, đó là thực hiện 5K trong phòng chống dịch Covid-19. Và chúng ta chờ đón một video mới sẽ đăng tải tiếp theo trong thời gian sắp tới. Xin chân thành cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi video này.
Cảm ơn các em và hẹn gặp lại các em trong một bài giảng tiếp theo. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các em có một sức khỏe và học tập tốt. Chào, tạm biệt các em.